lễ hội Tết Trung Thu vào ngày thứ bảy từ 12 giờ trưa cho đến 10 giờ tối. Hội tổ chức sinh viên này rất là đông nha, khoảng ước tính 3 ngày là thứ 6, thứ 7, chủ nhật, khoảng 55.000 người nha. Trong đây có ca nhạc nữa nè. Bây giờ mình đi ra ngoài mình xem nha. Lúc mà mình vừa vào cổng á các bạn, mình sẽ có chỗ hát ca nhạc và chụp hình. Sau đó thì mình đi ra bên tay trái hay tay phải. Bên đây là tiệm Takoyaki và trà sữa, rồi mình đi xuống. Để mình quay cho các bạn xem. Đây các bạn ơi, hồi chợ Tết đây các bạn thấy đông người khủng khiếp luôn nè. Đó, quá trời đông luôn, toàn là người với người thôi. Trời bây giờ là chiều cũng chuẩn bị tối rồi các bạn. Ở đây khi mình vừa bước vào á, thì nằm bên tay trái là cái tiệm Takoyaki. Bước vào cổng á, có tiệm Takoyaki và trà sữa và đây. Đông lắm các bạn ơi. Đây là cái tiệm Takoyaki nè các bạn, tức là người ta bán những cái món giống như là squid ball, là mực á, của người Nhật á các bạn. Đó, nhìn hấp dẫn chưa? Mỗi năm ở chỗ này giống như khi mà bận là làm tới 9 cái khuôn giống như vậy nè, mà hôm nay làm 6 khuôn, nghĩa là không có bận lắm. Cái năm đầu tiên mà mình làm với là cái tiệm này rất là đông, nhưng mà bây giờ thì vắng bớt rồi. Bây giờ mình đi tới cái tiệm kế tiếp nha. Và đây là tiệm trà sữa của KT. Tiệm trà sữa tên là Sweet Time nè các bạn ơi. Đây, mà đông lắm nha, ở đâu cũng đông nghẹt người xếp hàng hết nè các bạn ơi. Có bán nước mía nữa nè. Hôm nay mình mới quay được á các bạn ơi, bởi vì thứ bảy á nó động khủng khiếp luôn. Hôm nay mình tranh thủ mình quay cho các bạn xem. Ghiền tôm chiên nè, rất là nhiều đồ ăn nha. Năm nay nhiều tiệm bán đồ ăn lắm. Để nhắc bánh tráng nè. Và buổi tối, người ta treo chiếc đèn lồng ở cây nêu để tổ tiên biết đường về nhà ăn Tết cùng với con cháu. Vào đêm trừ tịch, còn cho đốt pháo ở cây nêu để mừng năm mới tới, xua đuổi ma quỷ và những điều không may mắn. Trong phong tục dân gian Việt Nam, thông thường cứ đến 23 tháng chạp thì cây nêu được dựng là ngày táo quân về trời chính vì từ ngày này cho tới đêm giao thừa. Vắng mặt táo quân, ma quỷ thường nhân cơ hội này lẻn về quấy nhiễu, nên phải trồng cây nêu để trừ tà. Đến hết ngày mùng 7 thì cây nêu. Này các bạn nhìn nè, thấy vui không? Những người ta những cái lều chanh á, nhà chanh, hoa mai. Trời ơi, gieo mấy cái đòn ne, bánh tét và nem dễ thương quá. Thấy vui không các bạn? Bánh nem, có bánh tét và bánh chưng nè. Đó, để cái này là trang trí nhìn vui thôi chứ không phải là bán nha các bạn. Nhìn giống thiệt quá chừng ha. Ôi, bên kia cũng đang quay phim á. Bây giờ là trời sắp tối rồi. Bây
vui ha. Có người nước ngoài đi nữa nha các bạn. Rồi người ta trang trí nè các bạn nhìn nè. Buồn chuối, nhìn dễ thương không nè. Những cái thúng, những cái gánh gì nè, nhìn quá là dễ thương không. Mỗi năm các em trang trí cái khung cảnh nó khác nhau nha các bạn, rất là sáng tạo luôn á. Rất là công phu phải không các bạn? Bây giờ người ta tới, người ta coi muối lân rồi, mà mình ở đây thì nó vắng tí nè, nhưng mà ở bên kia để mình quay cho các bạn xem đông nghẹt luôn á. Mình cho các bạn xem những cái cảnh này là bởi vì các em dàn dựng ra rất là công phu khi mà làm ra những cái khung cảnh như thế này nè, để cho người Việt xa quê hương á đỡ nhớ quê hương, nhưng mà thật ra rất là nhớ. Nhưng mà nhìn này nè các bạn, cũng có cái không khí Tết vui nhộn như thế nào á. Bây giờ mình lại mình coi muối lân nha. Đây, dễ thương chưa? Trời ơi, đông nè, các bạn nhìn nè. Đông nghẹt luôn. Wow. Đó. Tình nguyện á các bạn, là tức là phi lợi nhuận, tức là không có lương nha các bạn. Các em đến đây làm bởi vì thiện nguyện và muốn giúp cho cộng đồng của mình á càng ngày càng phát triển. Các em sinh viên mình phải nói là mình rất là nể các em luôn. Mà giờ khi các bạn nghe sinh viên, các bạn tưởng là mấy em trẻ em, không phải. Sinh viên đây là giống như là tất cả những em sinh viên. Đồng lên, nhanh. Dễ thương chưa? Hay chỉ hôn thôi hay là không? Trời ơi, cái chỗ ngồi làm mấy vùng này thương chưa? Anh chúc là vừa thi viết văn giỏi mà vừa đố vui đấm bấm nhăn lắm thầy cô ơi. Quý phụ huynh có biết đây là các em cấp 2, thành ra các em lớn tuổi khoảng 12 tuổi trở lên. Em Viviana thầy mới gặp ngày hôm nay thôi mà em nói tiếng Việt giỏi lắm. Và em thích nhất là gì? Thích ăn Việt Nam. Không thích lịch sử, không thích địa lý, thích ăn Việt Nam. Rồi bây giờ thầy cô xin mời thầy Hoàng lì xì cho các em cấp 1 đã lì xì ngày hôm qua rồi. Ngày hôm nay cấp 2 thầy cô chưa lì xì cho các em cùng tuổi với các em. Thầy cô thầy Hoàng không lấy cho cái hai công việc của các em. Trời ơi dễ thương chưa. Trời ơi. Và các bạn nhìn thấy không? Nãy giờ các bạn đi ấy, rất là đông người Việt mình mặc áo dài. Trời ơi, dễ thương dễ sợ luôn. Mình cũng rất là muốn mặc áo dài các bạn, nhưng mà làm việc á, bọn làm việc á mặc áo dài nó không có được tiện á các bạn.
nguyên cái khung thành là làng Việt Nam, thấy thương chưa? Ở đây mình đi quay hồi nãy giờ và mình đi vòng vòng á, gặp rất là nhiều fan nha, dễ thương lắm luôn, rất là vui. Rồi có em tới vui lắm, đang ngồi đứng đang ngồi tính tiền lấy order thì các em lại nghe tiếng xong nói ô phải KG Food không vậy, rất là vui. À có King Street Food nè. Các bạn nhớ mình chia sẻ cái tiệm này không nè. Cái tiệm này hôm bữa mình chia sẻ món ăn gì cá nướng da giòn. Mình không có phải bạn bè với em ấy đâu nha các bạn, mình không phải là bạn bè và cũng không phải là bà con thân thiện hay là bạn bè gì hay là bà con gì hết á. Chỉ là khi mình tới quay thì mình biết. Và em ấy rất là dễ thương. Ôi dễ thương chưa. Đây còn bán gì đây? Waffle. Lá dứa nước dừa, xôi ống nước dừa, lá dứa. Wow, cái chỗ này là xôi ống dứa, lá dứa nước dừa nè. Đứng xếp hàng cũng đông lắm nha. Làm cái này các bạn rất là bận, bận đến nỗi là đôi lúc làm từ sáng tới tối không có ăn luôn á các bạn. Về nhà làm xong rồi 12 giờ đêm về tới nhà rồi mới bắt đầu ăn. Ăn kiểu này là mập á. Nhưng mà làm hội chợ rất là vui. Rồi. Rất là nhộn nhịp, không phải chỉ có người Việt Nam mà có nhiều người châu Á và người nước ngoài nữa nha các bạn. Đông lắm. À đây. Đồ ăn phở egg roll nữa. Nhiều món lạ lắm nha. Hồng phát. Tôm nướng 10 đồng nè. Ồ, có thịt nướng nè, thơm quá. Như cô không có được vui. Còn ở dưới đây là đồ chơi đó các bạn ơi, cho mấy đứa nhỏ đó các bạn. Nếu mà mấy em bé mà có thích vô đây á thì có nhiều giải thưởng nè, đồ chơi nè, cũng vui lắm. Chơi lần vô đây nè, mỗi lần ảnh vô đây á, ảnh hay là ảnh vô đây là ảnh mua cá nè, nguyên cái hồ cá nhỏ vậy đó, năm nào cũng như vậy hết á. Mình tranh thủ mình quay cho các bạn xem lúc nó còn sáng á các bạn. Không thôi lát là nó tối. Hồi trưa này mình rất là muốn quay.
nhưng mà không có đi quay kịp buổi trưa các bạn, cho nên là quay buổi chiều chiều một chút vậy thì nó còn ánh sáng nên các bạn dễ hình dung nè. Đó, có nhiều trò chơi lắm các bạn. Bây giờ mình đi qua cái gian hàng ở đằng đây dễ thương lắm nè. Nhộn nhịp vui ghê luôn. Ở đây là có cái sân khấu nè, ở ngoài trời, tức là có mấy cái sân khấu luôn á, rất là nhiều gọi là activity á các bạn. Đó, các bạn thấy không, đông nghẹt luôn, thứ bảy là đông lắm các bạn ơi. Coconut waffle, để đi lại coi, hỏi coi còn bánh tráng trộn không nha, bánh tráng trộn với bánh mì muối ớt. Wow, bây giờ là mình order bánh mì nướng muối ớt và bánh tráng trộn nha các bạn. Đây, bánh tráng trộn nè. Đó. Bây giờ đem lại tiệm ngồi ăn nha. Ở đây là bán bánh kẹp cũng ngon lắm các bạn nha. Rất là thơm ngon luôn á. Bánh cám kẹp ở đây là chú bán là mười mấy năm rồi. Đây, nhìn hấp dẫn chưa? Bánh mì nướng muối ớt đó. Wow. Rồi bây giờ mình đi lại tiệm mình ngồi ăn nha. Ôi giời. Đây, bây giờ đi về để ăn nha. Ôi nguyên ngày không ăn uống gì các bạn ơi. Đây mình thích ăn bánh tráng trộn nè, ăn phá lấu nè, ăn những món gì ở trong đây người ta bán nè. Mà mình có chưa có quay cho các bạn xem á, thì mình sẽ hôm nay mình sẽ quay những cái món đó cho các bạn xem nha. Rồi mới các bạn ơi, mới về tới tiệm. Đây là bánh mì muối ớt nè. Và đây là bánh tráng trộn nè. Đó. Và đây là chè. Chè khoai môn. Bây giờ mình sẽ ăn thử cho các bạn xem nó ngon như thế nào nha. Giận lắm luôn á. Mời các bạn nha. Mấy ngày này là đi bụi. Mời các bạn. Mà không có bà con gì ở tiệm này hết á. Nhưng mà ăn thấy ngon. Thật ra vô hội chợ mà có những cái món này rất là quý. Người ta rải trà bông lên và bỏ cái nước sốt mayonnaise béo béo á và tương ớt. Mà người ta nêm nếm rất là ngon, vừa ăn. Các bạn nào thích ăn món này không? Có dịp á mình sẽ chia sẻ cách làm bánh mì nướng muối ớt. Ta đang gọi số để khách tới lấy đồ ăn đó. Có bạn nào mà gặp mình ở ngoài hội chợ nè, nhớ comment ở phía dưới giùm nhé. Mình có gặp em tên là Kelly. Mình xin lỗi em Kelly là bởi vì khi mà em Kelly tới nhận ra mình và muốn chụp hình chung mà lúc đó bận quá, mà thật sự là rất là bận các bạn ơi. Sau đó mình nói gửi một lát cho em quay lại, hẹn em quay lại mà không thấy em quay lại, sorry. Nhưng mà mình sẽ cố gắng tranh thủ một ngày nào đó mình hẹn gặp tất cả các fan á, chắc là vui lắm các bạn ha. Mình tổ chức gặp fan chắc là vui lắm. Bánh tráng trộn chú á, không có trộn trước. Chú để như nè, để cho mình tự ăn tự trộn thôi á, trộn trước nó bị xèo á.
nhìn hấp dẫn ghê. Cái tiệm này là các bạn mình thấy là làm lắc nhắc như vậy là tốn thời gian lắm, nào là hành mỡ hành, hành phi, khô bò, xoài, rau răm, không có đơn giản đâu các bạn. Trứng cút nè, những cái món như vậy làm ngoài này nó rất là cực luôn á. Ta chú cho cái đôi đũa mà mình lỡ mình làm rớt rồi. Hồi nãy mình định vô order trên street food mà mình thấy cũng đo cái line cũng đông quá cho nên là mình hẹn quay lại. Cái nước bánh tráng trộn mới là nước me nha, chua chua ngọt ngọt, vị mặn ít mà vị chua chua ngọt ngọt đó, nó mặn hơn khô bò, xoài ngon các bạn ơi. Xoài á nó giòn giòn sực sực mà nó ngọt ngọt chua chua ngon quá. Vô hội chợ mà được ăn là thực phẩm luôn á. Trứng cút quảng cáo dùm cho chú phi lợi nhuận luôn. Mình thích ăn mấy cái món bạch này nè các bạn. Mà ở đây á, cái chỗ mà mình thuê á, nó rất là nhỏ. Nó rất là nhỏ các bạn. Nó hơi bất tiện. Mình đứng, mình đang đứng mình ăn. Và không có chỗ để mình quay cho nó gọn gàng á. Mong các bạn thông cảm nha. Đây là chè khoai môn nè các bạn. Ôi chè khoai môn có dừa nữa nè, có nước cốt dừa nè, hấp dẫn chưa. À rồi có hộp đác nữa nè, có luôn đậu phộng nữa các bạn. Mời các bạn nha. Nóng hổi bốc khói luôn nè. Không có ngọt lắm, ngọt ngọt béo. Có khoai môn và khoai lang tím, này là khoai môn nè, bùi bùi dẻo, khoai lang tím. Nó này mình thấy cực lắm các bạn ơi, mình làm trà sữa mình đã thấy cực rồi, trà sữa là các bạn biết là nó rất là nhanh. Nó bô bà, mình làm cũng tươi cho nên là rất là lâu lắm nhắc. Mấy cái chè này này với là bánh trắng trộn với là bánh mì mình thấy còn cực ác nữa các bạn. Mà chú bán lại mình thấy giá cũng tương đối cũng được rẻ. Mình sẽ đi một vòng, quay một vòng cho các bạn xem nha. Bây giờ đang muốn lân nè. Đó, nhộn nhịp lắm luôn các bạn.
lộn, ăn gọi là thi ăn hộp vịt lộn, với ai ăn nhiều. Wow. Nếu mà bạn nào mà muốn, sorry ở đây ồn lắm cho nên là mình không biết các bạn nghe mình đâu. Ở đây rất là ồn. Nếu mà bạn muốn giống như là tham gia cuộc thi á thì tới đây nè. Đó. Thì người ta có cuộc thi ăn hộp vịt lộn nè, cuộc thi ăn phở nè. Rất là vui nhộn luôn á. Người lo đi mua sắm Tết, người dân hương đi lễ chùa. Mừng ngày Tết ta chúc cho nhau một năm thêm sung túc an vui. Người nông dân thêm lúa thóc, người thương gia mau phát tài. Tết đến rồi, Tết 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 đến rồi, Tết đến trong tim mọi người. Tết 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 đến rồi, Tết 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 đến rồi, Tết 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 đến rồi, Tết đến trong tim mọi người. Mừng ngày Tết trên khắp quê tôi, ngàn hoa thơm khoe sắc xinh tươi, đàn em thơ khoe áo mới chạy tung tăng vui pháo hoa. Mừng ngày Tết trên khắp quê tôi, người ra trung xa bắc phương nam, dù đi đâu ai cũng nhớ về chung vui bên gia đình. Sắm Tết, người dân hương đi lễ chùa. Mừng ngày Tết ta chúc cho nhau một năm thêm sung túc an vui. Người nông dân thêm lúa thóc, người thương gia mau phát tài. At Azari, we understand we'd like to support the Vietnamese Student Association because we understand the motivations, the dedication to maintain and provide us with an event like this for the past 39 years to remind how rich our Vietnamese culture are. So we have the same trade with them. We dedicate to provide you with the best service, best products, best price available. On behalf of UVSN, our contest committee, we have a t-shirt, a contest t-shirt, as well as a pair of chopsticks. Vui quá các bạn ha. Bây giờ mình sẽ đi qua xem cái lễ hạ neo nha. Cũng vui không kém nè. Hey, come on, Dennis. Hey, Dennis. If you do it, Adam's gonna do it. Ồ, ở bên đây có một cái chơi trò chơi gì đây, để coi đây. All right, all right,
biết tiếng Việt cái này gọi là gì cho mình biết với nha. Cái này gọi là hít hít lên hả? Không phải là hít đất mà là cái gì ta? Wow, come on, you can do it. Yeah. Cổ vũ. One, two, three, four, five, six, seven, eight, nine, ten. Bây giờ mình tạm thời chia tay các bạn nha. Mình chúc các bạn năm mới an khang thịnh vượng, vạn sự như ý và tốt lành nha các bạn. Nếu mà bạn thích video này, xin hãy bấm nút subscribe, like và share, chia sẻ với gia đình và bạn bè nha. Thank you for watching. Bye bye, see you next time.
Mình cảm ơn các bạn đã xem và ủng hộ mình trong những thời gian qua. Mình chúc các bạn một ngày vui vẻ, an lành và hạnh phúc. Nếu các bạn thích video này mà chưa có subscribe kênh của mình, xin hãy bấm nút subscribe, like và share, chia sẻ với gia đình và bạn bè nha. Ở kế bên cái nút subscribe nó có một cái chuông. Nếu mà bạn bấm vào cái chuông đó thì nó sẽ thông báo cho các bạn biết mỗi khi mình lên một cái video mới đó. Thank you for watching. Bye bye. See you next time.